Chào mừng quý vị và các đồng chí đón xem chuyên mục An ninh Điện Biên. Trong chuyên mục tối 24 tháng 11 hôm nay, sau phần tin tức an ninh trật tự và hoạt động xây dựng lực lượng của Công an Điện Biên trong tuần qua là mục Vì nhân dân phục vụ. Cuối chuyên mục, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi mục phóng sự Vươn lên cùng đất nước. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngay sau khi đến Điện Biên vào chiều ngày 21 tháng 11, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại xã Hùa Thành, huyện Điện Biên và làm việc với Công an tỉnh Điện Biên. Qua báo cáo và kiểm tra thực tế tại địa bàn xã Hùa Thành, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của cấp ủy chính quyền địa phương trong năm 2022. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương cần phải có các giải pháp căn cơ để nâng cao đời sống của nhân dân, xóa đói giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác đối ngoại với các bản giáp biên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phát động mạnh mẽ các phong trào nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quan tâm xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đối với lực lượng công an xã, cần làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm, triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là đề án 06 của Chính phủ. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã thăm hỏi tặng quà cho cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 20 tháng 11, đoàn công tác đã đến kiểm tra, khảo sát điều kiện, cơ sở vật chất làm việc, phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công tác xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại tại Công an xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng. Kiểm tra, khảo sát công tác quy hoạch, xây dựng trụ sở, công tác quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống kho vật chứng, kho tạm giữ hành chính, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, công tác cơ yếu tại Công an huyện Mường Ảng. Kiểm tra, đánh giá, giám sát thực tế tại các đơn vị phòng tham mưu, phòng hậu cần, phòng kỹ thuật nghiệp vụ, phòng cảnh sát giao thông, phòng kỹ thuật hình sự, phòng cảnh sát cơ động, trại tạm giam công an tỉnh và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để đánh giá thực trạng, thực lực và khả năng đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu, ứng phó các tình huống đột xuất, các sự kiện lớn của đất nước được tổ chức tại địa phương. Đoàn kiểm tra đánh giá cụ thể chi tiết về công tác quản lý sử dụng tài sản công được giao quản lý sử dụng, các loại tài sản được hình thành từ các nguồn hợp pháp khác tại công an các địa phương hiện nay, kết quả công tác giải ngân vốn đầu tư và các nguồn kinh phí năm 2022, tiến độ thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành, trọng tâm là các dự án tồn đọng, các dự án hoàn thành đã nhiều năm và còn nhiều vướng mắc, công tác đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng doanh trại nhà đất, tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Công tác sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo Nghị định số 167 của Chính phủ, kiểm tra hệ thống kho, thực trạng các loại phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được trang bị, trang cấp và từ đó làm rõ tính phù hợp, hiệu quả sử dụng trong thực tiễn công tác chiến đấu của đơn vị. Tình hình thực hiện các dự án đang thi công, công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, công tác lập hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành, công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của chỉ thị 04 ở công an các cấp. Thực trạng hạ tầng viễn thông cơ yếu tại công an các địa phương trong tổng thể chung của toàn ngành, phục vụ mục tiêu hiện đại hóa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của lực lượng công an, công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ và hoạt động của Bệnh viện mùng 7 tháng 5 Công an tỉnh. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá đúng thực trạng cơ sở vật chất, tài chính, hậu cần kỹ thuật của Công an tỉnh Điện Biên, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong triển khai các giải pháp phát triển cơ sở vật chất, tiềm lực, tài chính, hậu cần kỹ thuật. Từ đó, đề xuất đầu tư, trang bị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát hợp nhu cầu, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác. Sáng ngày 22 tháng 11, tại nhà thi đấu Công an tỉnh Điện Biên, Cụm thi đua số 2 Bộ Công an tổ chức hội thao năm 2022 với hai môn thi đấu là cầu lông và bắn súng. Nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2022 Cụm thi đua số 2 Bộ Công an, trong hai ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2022, Công an tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức hội thao gồm hai môn thi đấu là cầu lông và bắn súng quân dụng, với sự tham gia của hơn 150 vận động viên đến từ 7 đơn vị công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 2 Bộ Công an. Môn thi cầu lông gồm 8 nội dung thi đấu ở các lứa tuổi, giải phong trào và đôi nam nữ phối hợp.
Môn thi bắn súng gồm 6 nội dung dành cho các đối tượng là lãnh đạo cấp công an tỉnh, cấp phòng, giải phong trào bắn chậm và bắn ứng dụng. Ngay sau lễ khai mạc, với tinh thần thi đấu nhiệt tình, hết mình, đoàn kết, trung thực, hơn 150 vận động viên thuộc các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã cống hiến cho khán giả những pha tranh tài hấp dẫn ở những pha cầu hay, đường cầu đẹp, phối hợp ăn ý nhịp nhàng, những loạt đạn tính điểm với điểm số sát nút. Kết thúc giải đấu, Công an tỉnh Điện Biên đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn với 9 giải nhất, 6 giải nhì, 7 giải ba và 4 giải khuyến khích. Giải nhì toàn đoàn thuộc về Công an tỉnh Lạng Sơn với 4 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 2 giải khuyến khích. Giải ba toàn đoàn thuộc về Công an tỉnh Cao Bằng với 4 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại Công an huyện Mường Ảng, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Tại lễ công bố, đồng chí Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động đồng chí Thượng tá Dương Quốc Hoàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Mường Ảng. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đồng chí Dương Quốc Hoàn sớm tiếp cận công việc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tiếp tục duy trì đoàn kết nội bộ, chủ động làm tốt công tác tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực và kinh nghiệm công tác cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Công an huyện, làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Thượng tá Dương Quốc Hoàn, Trưởng Công an huyện bày tỏ lời cảm ơn Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng đã tin tưởng giao trọng trách nhiệm vụ mới. Thượng tá Dương Quốc Hoàn hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, trau dồi kiến thức, phát huy tính chủ động sáng tạo, sâu sát cơ sở và luôn bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 11, Công an tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Bộ Công an, đại diện Quỹ Từ thiện Big Share tổ chức lễ khánh thành và bàn giao hai điểm trường mầm non thuộc địa bàn huyện Điện Biên và huyện Tùa Chùa sau hơn 2 tháng thi công. Từ nguồn kinh phí 600 triệu đồng do Văn phòng Bộ Công an đề xuất huy động từ Quỹ Từ thiện Big Share, hai điểm trường mầm non thuộc địa bàn các huyện Điện Biên, Tùa Chùa của tỉnh Điện Biên đã được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2022. Các điểm trường được chọn để hỗ trợ đầu tư là trường mầm non bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên và trường tiểu học Trung Vàng Khổ, xã Trung Thu, huyện Tùa Chùa. Mỗi điểm trường được đầu tư nguồn kinh phí 300 triệu đồng để xây mới một nhà cấp 4 với diện tích từ 60m2 đến 80m2, gồm 2 phòng học cho các bé mầm non. Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chứa đựng gửi gắm nhiều tình cảm của lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Quỹ Big Share, Công an tỉnh Điện Biên, Công an các huyện Điện Biên, Tùa Chùa, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cháu học sinh, đặc biệt là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giúp các cháu cố gắng vươn lên trong học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Ngày đầu thành lập, với 20 cán bộ chiến sĩ, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi làm việc còn nhiều thiếu thốn. Trụ sở làm việc và nơi ăn ở của cán bộ chiến sĩ đều là nhà tạm. Thì nay, sau 30 năm lớn lên cùng đất nước, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành với hàng trăm cán bộ chiến sĩ công tác tại 11 đội nghiệp vụ, 7 công an phường, 5 công an xã và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác và chiến đấu. Trình độ đội ngũ của cán bộ chiến sĩ ngày càng được nâng cao, năng lực thực thi nhiệm vụ ngày càng được khẳng định, có được chỗ đứng và niềm tin trong nhân dân. Năm 1992, được thành lập cùng với sự ra đời của thị xã Điện Biên Phủ. Trước bối cảnh chung của nền kinh tế truyền thống chậm phát triển, hạ tầng kinh tế xã hội thấp kém, đời sống đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, nhất là tội phạm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tội phạm xâm phạm quyền sở hữu, cờ bạc mại dâm.
Công an thị xã Điện Biên Phủ, nay là Công an thành phố Điện Biên Phủ, đã luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nhận thức đúng trách nhiệm, phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, ý chí tiến công, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi trở ngại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng và ngành giao phó. Trong 30 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố Điện Biên Phủ đã luôn thể hiện bản lĩnh chính trị của người công an cách mệnh, tăng cường bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố, chủ động tham mưu cho thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cái chủ trương giải pháp quan trọng để chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, rồi xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân một cách vững chắc, bảo đảm sự ổn định chính trị của thành phố trong mọi tình huống. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Điện Biên Phủ luôn ghi nhận những kết quả và thành tích mà cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Điện Biên Phủ đã đạt được trong 30 năm qua, đồng thời là cũng hết lòng là tin tưởng và đánh giá cao vai trò của lực lượng công an Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng thành phố Điện Biên Phủ ngày càng văn minh, giàu đẹp, ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh và là một trong những trung tâm về du lịch, dịch vụ của tỉnh Điện Biên cũng như vùng Tây Bắc và Trung du miền núi phía Bắc. Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả các hoạt động tình báo, gián điệp, hoạt động chiến tranh tâm lý của địch, hoạt động chống phá của các đối tượng. Chủ động làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, đấu tranh với các hoạt động của các tà đạo, đạo lạ xâm nhập địa bàn. Tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chức năng, tuyên truyền vận động, hỗ trợ về vật chất cho 41 hộ, 262 nhân khẩu, di cư tự do từ Đắk Nông, Cao Bằng, Sơn La, Tuần Giáo, quay về nơi ở cũ, ổn định cuộc sống. Đến nay, trên địa bàn thành phố không còn tình trạng di cư tự do. Đã phát hiện, giải quyết hàng trăm vụ tuyên truyền tôn giáo trái phép và hoạt động mê tín dị đoan, thu giữ 667 đĩa DVD, 1.200 quyển sách, 3.938 tài liệu tuyên truyền tôn giáo. Kiểm tra, phát hiện 463 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh văn hóa phẩm, thu giữ để tiêu hủy 7.748 băng đĩa hình, hàng trăm tranh ảnh, trên 300 đầu sách tuyên truyền văn hóa đồi trụy, độc hại, góp phần ổn định, lành mạnh đời sống văn hóa xã hội của thành phố. Đặc biệt, đã kịp thời phát hiện, phối hợp với các lực lượng và bóp chết từ trong trứng một số tổ chức nhen nhóm phản động, âm mưu lật đổ chính quyền năm 1992 ở địa bàn xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên do tên Lò Văn An, Lò Văn Vượng cầm đầu. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an thành phố đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, phòng ngừa, đấu tranh, chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Từ năm 1992 đến nay, Công an thành phố đã điều tra làm rõ 4.185 vụ trên 4.635 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân hàng năm đạt 91%, thu hồi tài sản trị giá trên 16 tỷ đồng trả lại nhà nước và nhân dân. Phát hiện triệt xóa trên 279 ổ nhóm, điểm, tụ điểm, trộm cắp, mại dâm, cờ bạc, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, xác lập và phá hàng trăm chuyên án lớn về hình sự ma túy, thu giữ trên 193,7 kg thuốc viện, hơn 100 bánh heroin, 63.137 viên ma túy tổng hợp và 1.000 gói test thuốc viện, heroin, ma túy tổng hợp với tổng khối lượng trên 243 kg. Khởi tố 13 vụ, 13 đối tượng phạm tội tham ô, tham nhũng, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 12 vụ, 8 đối tượng phạm tội trong các lĩnh vực khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Do làm tốt công tác phòng ngừa, kết hợp với liên tục tấn công, truy quét tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố được kiềm chế và đẩy lùi, năm sau thấp hơn năm trước, ít nhất 5%. Đến nay, trên địa bàn không có điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, gây bức xúc trong nhân dân, không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Trong thời gian tới, thì Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố và cán bộ chiến sĩ Công an thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Nhất là Đảng ủy Công an thành phố sẽ tiếp tục tham mưu cho thành ủy,
Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố phát huy sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thứ hai là tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt xuyên suốt quan điểm an ninh chủ động, nắm tình hình từ sớm, từ xa, dự báo sát tình hình, không để xảy ra đột xuất bất ngờ và không để tạo thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Thứ ba là chủ động thực hiện các phương án nghiệp vụ, các kế hoạch của Bộ Công an cũng như của Công an tỉnh để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung công tác nghiệp vụ cơ bản nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm, kết hợp với triển khai thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để ổn định tình hình. Thứ ba là làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phát huy vai trò và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ người dân và phục vụ công tác phòng chống tội phạm, nâng cao và nhân rộng hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như các mô hình tự phòng tự quản ở cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và xây dựng phố bản an ninh an toàn. Sáu là tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, chủ động tham mưu đề xuất tăng cường bồi dưỡng nguồn nhân lực và chủ động bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh cũng như của ngành công an về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, dưới lá cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các dân tộc trên địa bàn, Công an thành phố không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, trình độ đội ngũ cán bộ chiến sĩ ngày càng được nâng lên về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, được nhân dân tin cậy, đánh giá cao. Nhiều đồng chí nguyên là cán bộ Công an thành phố đã trưởng thành, phát triển và giữ các chức vụ lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài ngành công an. Phải khẳng định rằng Công an thành phố Điện Biên Phủ là một trong những đơn vị luôn xung kích đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Trải qua 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Điện Biên Phủ luôn luôn nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn ổn định trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế xã hội. Với những chiến công, thành tích xuất sắc trong thời gian qua, đã có rất nhiều lượt tập thể, cá nhân được vinh danh, vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, của nhà nước, của ngành cũng như chính quyền địa phương các cấp. Và các cán bộ chiến sĩ cũng đã phát triển, trưởng thành, giữ các cái cương vị cốt cán trong lực lượng Công an tỉnh Điện Biên. Ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công an thành phố đã 2 lần được Chính phủ tặng bằng khen, 4 năm được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc cấp cơ sở, 50 lần được Bộ Công an tặng bằng khen, 20 năm được công nhận đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 56 lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 155 lần được Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành tặng giấy khen. Có 11 đồng chí được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công các hạng, 9 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 198 lượt cán bộ chiến sĩ được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 515 lượt cán bộ chiến sĩ được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tặng bằng khen, giấy khen. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, lực lượng Công an thành phố Điện Biên Phủ có quyền tự hào về những thành quả có được.
họ có quyền tự hào khi những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ là một phần đóng góp quan trọng để giữ vững an ninh Tổ quốc và phát triển kinh tế đất nước. Trải qua những tháng năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, vinh quang song vô cùng gian khổ, với phẩm chất, trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, chủ động, sáng tạo, đổi mới, các thế hệ chiến sĩ công an thành phố Điện Biên Phủ đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cho dù khó khăn, nguy hiểm ở bất cứ vị trí công tác nào, ở tiền tuyến hay ở hậu phương. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên. Chuyên mục được phát sóng 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Mọi ý kiến đóng góp về chuyên mục, mời quý vị và các đồng chí cùng gửi về thư email bản tin andb@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 0692489227. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và gặp lại. Người sáng chiến công quê hương ta còn mãi muôn đời, tự hào công an nhân dân thế.